đường chuyền dài lên của các cầu thủ Sun Life Hoa Bình Việt Nam. Sút xa, không được. Thủ môn Ngô Xuân Sơn đã phải rất vất vả mới có thể bắt gọn bóng cho tình huống vừa rồi. Đình Khương, Lâm Tinh Phong. Không được. Cú đánh đầu của Oliveira vẫn chưa đủ sức mạnh để có thể tạo thành một bàn thắng. Oliveira đã bật lên rất nhanh. Hiệp một của trận đấu đã diễn ra với rất nhiều những pha ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Vừa rồi là cơ hội nguy hiểm của Oliveira. Một cú đánh đầu tốt của Oliveira. Tuy nhiên, thủ môn Ngô Xuân Sơn cũng đã chọn vị trí và bay người rất xuất sắc ở thủ môn vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Rất nguy hiểm. Xử lý tình huống không thực sự tốt ở tình huống vừa rồi. Touré. Lâm Tinh Phong. Không vào. Thủ môn Ngô Xuân Sơn đã thi đấu quá xuất sắc ở tình huống vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một cú đánh gót rất thông minh của Touré. Và đây là cú dứt điểm của Lâm Tinh Phong. Tuy nhiên cú dứt điểm này chưa đủ mạnh để có thể giành chiến thắng với thủ môn Ngô Xuân Sơn. Bruno Cunha đã thực hiện không tốt tình huống vừa rồi. Bây giờ sẽ là cơ hội phản công của các cầu thủ Sun Life Hoa Bình Việt Nam. Chuyền vào, không được. Rất tiếc là Oliveira đã không thể chạm được vào bóng ở tình huống vừa rồi. Họ phòng ngự rất thiếu tập trung. Văn Vũ. Oliveira. Bóng đang nằm ngoan trong tay của thủ môn Ngô Xuân Sơn. Thì đó đã có thể là một cơ hội rõ ràng hơn cho các cầu thủ Sun Life Khánh Hòa Biển Việt Nam. Nhất là khi ở những phút đã qua thì tuyến tiền vệ của các cầu thủ Viettel đang có phần để cho đối thủ lấn lướt. Tình huống đá phạt góc quá sâu của các cầu thủ Sun Life Khánh Hòa Biển Việt Nam. Trung Tình. Không, vẫn là Nhật Nam. Nhật Nam sẽ là người treo bóng. Cú treo bóng quá thấp. Như vậy là trọng tài Nguyễn Ngọc Châu đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa Sun Life Hoa Biển Việt Nam và câu lạc bộ Viettel trên sân vận động 19 tháng 8. Kết thúc trận đấu này, các cầu thủ Viettel đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0.